ơn tất cả mọi người đã trở lại với Daily Vlog của Tùng Kết. Và ngày hôm nay ông Tùng đang đi đá bóng cùng với đội bóng của mình. Đây là một thanh niên đang bị chấn thương mà mình đang phải băng chân. Đội bóng của mình thì có tên là Bèo Thầu Lè. Bèo Thầu Lè. Nhưng mà anh em được cái nhiệt tình và nhiệt huyết. Brazil là đất nước mà anh em được yêu quý. Số 9 này đi theo chân mình vào trong sân bóng để trải nghiệm những phút giây tuyệt vời với Bèo Thầu Lè FC. Chết. Sai vãi. Thi thoảng hơi có tí lẫn. Hôm nay mình đi đối ích bởi vì là các bạn có thể thấy màu là outfit perfect. Ở trong Sài Gòn này thì sân 7 thì là một sân khá là to so với mọi người hay đá bóng ở ngoài kia. Sân 7 ở ngoài Hà Nội thì gôn rất bé, và sân 7 ở ngoài thì rất to. Và thường thì mình hay có sở thích là đóng sút rất mạnh từ giữa sân. Đây là ông Bầu của chúng tôi. Ông Bầu của chúng tôi đây hiện tại đang quay story. Hôm nay là lần đầu tiên mình đi đá bóng và quyết định mang quay phim đi cùng. Và hôm nay vào sân thì chắc cũng hơi run. Và dê chắc cũng không được nuột cho lắm đâu. Chủ yếu là sợ bị ăn chém. Bỏ cái nón ra. Hôm nay không vuốt tóc nên hơi xíu dài. Thường thì đá sân 7 trong Sài Gòn thì các bạn có thể vẫn dùng vinh dài được. Sân khá là rộng. Nó như là sân 9 nên là anh em mà cứ thắc mắc về đinh ngắn hay đinh dài thì không quan trọng. Quan trọng là vào sân đá như thế nào. Như thường lệ thì trước mỗi trận đấu thì các bạn cần phải chạy. Rất là muốn một lần được lên vlog của Tuyết. Yeah. Còn hôm nay anh đã được toàn nguyện ước mơ của mình. Ông đá là như kiểu cao cầu ngày xưa đá ở bên Trung Quốc ấy. Quá háng hay thật. Được không anh? Hay em ơi, quá tuyệt vời. Sút đi anh. Sút đi anh.
Vlog lần sau. Hôm nay bờ thờ lều thắng to. To nhá, bự nhá, bự nhá. To luôn.